Alo, chào anh em quay trở lại với channel của AD nhá. Và video hôm nay thì mình tiếp tục vào chơi cái con sóc đĩa Sunwin, có nghĩa là hướng dẫn anh em những cái mẹo bắt cầu cơ bản, làm sao để anh em đánh và có thể là nâng cao được cái tỷ lệ thắng lên. Thì cái cách bắt của mình thì anh em xem những cái video cũ thì anh em mà không lạ gì đúng không? Nó rất là hiệu quả luôn, và đặc biệt là với anh em vốn nhỏ nhỏ. Ok, bây giờ mình sẽ vào để check cầu. Thì cầu lúc này mình thấy là ở bàn này thì là đang là cầu không chơi được. Sang bàn 2 này. Bàn 2 thì là gọi là những cái ván này thì mình đánh nhẹ được thôi. Rồi, vào 10k phải bắt đầu có xu hướng là đi đơn một con chẵn ở đây này. Đấy, cái cầu này thì mình nghĩ là nó sẽ ra lẻ nhiều hơn, chuẩn bị sắp tới. Thì với cái thời điểm này khi mà ra một con chẵn thì mình sẽ đánh một con lẻ thì là nó hợp lý đúng không, khá là đẹp. À, những cái ván này thì chúng ta không nên chơi, và vừa rồi thì nó bệt một cái cầu chẵn là tận là 11 ván cơ, nên là cầu này thì mình lại thoát ra và đi bàn khác. Cầu này thì là cầu này cũng khó chơi. À, đang có xu hướng là đơn một lẻ anh em nhé. Đấy, khi nó ra lẻ thì anh em đánh con chẵn là cái cầu này thì đẹp này. Ra một lẻ thì anh em đánh chẵn. Mình chỉ cần nhìn theo cái dựa theo cái lịch sử phiên này là mình có thể là bắt được cầu rồi. Không phải ván nào mình cũng vào mình đặt mà mình đánh theo kiểu là mình đánh dình. À, đây là 1, 2, 3, 4 này. Đây 1, 2, 3 này. Đấy, khi mà nó ra lẻ thì mình đánh chẵn. Ok chưa? Với cái cầu như lúc này. Với cái cầu như lúc này thì ra lẻ thì đánh chẵn. Đấy, con này mình sẽ tăng lên khoảng 15k thôi. Vốn nhỏ anh em cứ đánh nhỏ nhỏ như thế thôi. Do là nó đang cầu 1-1 nên là cái tỷ lệ thì nó cũng không được cao lắm. Cho nên là anh em cứ đánh nhẹ nhẹ. Nếu không phải 1-1 cơ, đi 2 chẵn hoặc 3 chẵn rồi bắt đầu mới ra một con lẻ thì những cái tay đấy cực đẹp. Ra lẻ rồi thì là đứng hai lẻ đúng không? Hai lẻ vào đây nhiều nhất thì là ba lẻ. Và con này có thể là mình chờ nhá. Nếu nó đứng tiếp một con lẻ thì con sau mình vào tiếp một con chẵn. Còn trong trường hợp nó gãy sang chẵn thì là bỏ luôn. Cầu chẵn mình thấy là nó đi tận 4 cơ. Còn cầu lẻ lúc này thì chỉ có 3 là dần nhiều nhất thôi. Đấy, lẻ này. Như vậy là con này mình sẽ quất vào con cửa chẵn này anh em này. Rồi cái bàn này thì không có người chơi mấy anh em ạ. Nên là đánh như này thì đúng là bao nhiêu vào cái nó cũng yêu đúng không? Bao nhiêu vào nó cũng yêu. Anh em nhìn này, mấy ông vốn thì có nhỏ nhỏ toàn vốn như mình mà chơi cái bàn như này thì là bịp trắng trợn. Tỷ lệ thua ông nào cũng cao. Bốn trắng bốn đỏ lúc này thậm chí không ai đánh luôn này. Đấy, bốn trắng bốn đỏ không ai đánh luôn này. Đây thì bắt đầu lại có xu hướng là đơn một chẵn đúng không? Đơn một chẵn bắt đầu hình thành xu hướng này. Con này anh em đánh vào lẻ thì nó vẫn là có một cái tỷ lệ gọi là cao. À, không có mức 1k thôi, con này đánh nhẹ 15k thôi. Đấy, chuẩn luôn anh em ơi. Lãi được 34k rồi. Lúc này là đoạn này thì hết cầu rồi, anh em thoát ra này. Đấy, tìm vào cái bàn khác. Bàn này 100k xem như nào. 1, 2, 3, con này phá cầu rồi, con này bỏ, không đánh được. Con này bị phá cầu và đang có xu hướng đơn một lẻ đúng không? Nếu ra lẻ thì đánh chẵn, đúng chuẩn luôn. Xu hướng đơn một lẻ thì ra lẻ anh em đánh chẵn đây. Bắt đầu 1, 2, 3. Đây con thứ 3 này. Ba 10k. Đang có xu hướng. Bàn này thì có vẻ là đông người chơi hơn. Và vốn ở trong này thì cũng thấy có những ông tận 10m. Ai ra cửa chẵn nó vào căng hơn thì ván này lẻ chắc rồi. Chẵn thua rồi. Biết chưa? Ơi dài. Biết ngay đúng không?
Cái thời điểm này thì mình thấy là nó rất là khó đánh. 2 3 chẵn 2 lẻ. Ở đây nó có cột là 2 4 5 lẻ, có tận cột bệt 5 lẻ, cho nên là cái thời điểm này mà anh em chơi là cũng không ổn lắm. Đấy. Bình tĩnh soi cầu đúng không? Không đi đâu mà vội cả. Chúng ta nhìn cảm giác mà nó phải có một cái gì đấy, chúng ta nhìn nó có cửa ăn thì chúng ta mới vào, chứ còn ván nào chúng ta cũng vào là phòng này đầy rồi. Lại phòng 1k này xem như nào. 3 chẵn là nhiều nhất này, con này ra chẵn thì là con sau mình sẽ đánh một con lẻ. Hoặc là nếu như nó ra tứ tử thì mình đánh sấp đôi. Anh em để ý rất nhiều là khi ra tứ tử là đứng lại sấp đôi nhá. Chẵn. Đấy, ok. Như vậy là lịch sử của nó thì là đi 3 là gãy, đây cũng 3 gãy này, 3 gãy này. Và đương nhiên là cái con này nếu như, nhưng mà không, khả năng không đánh được 50k anh em ạ. Để xem maximum lên được bao nhiêu. Maximum được bao nhiêu này. Hình như là 30 là hết cỡ rồi. Không được đặt quá 30 để khó chơi nhỉ. Bàn này nó giới hạn như này thì cũng khó chơi. Sóc đĩa săn win này thì mình thấy là tỷ lệ người chơi không cao. Bạn như này thì bịp trắng trợn, còn thì có mỗi một mình đánh 36k ở đây thì không xác định là sóc đĩa này không chơi được anh em ạ. Săn win này không chơi được. Bên 68 game bài nó full như mưa, hoặc là như bên hit club. Nó xuống tiền như mưa thì phải có cửa ăn, chứ còn như thế này thì hết cầu đoạn này không chơi được. Như vậy là sóc đĩa săn win thì mình thấy là tỷ lệ người chơi không có nhiều đâu anh em. Nhiều nhất là 2 chẵn nhá. À 3 chẵn này. Đoạn này không có cầu. Ờ, như vậy là video ngày hôm nay thì cũng dài rồi. Mai khả năng chơi cái con khác, chơi con săn win này, sóc đĩa này thì là ít người chơi quá anh em ạ. Chơi cái này rất khó chơi. Ok, chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.